Kỹ năng nào giúp cho chúng ta tự do về tài chính? Trong mỗi tháng chúng ta thấy rằng mình làm ra rất là nhiều tiền, từ 5 triệu, 10 triệu, có những anh chị đã làm từ 30 triệu tới 50 triệu và thậm chí là cả 100 triệu. Nhưng mà mình cuối tháng mình không có dư được bao nhiêu cả, và có những anh chị mình cũng không dư được một đồng nào cả. À vậy thì nó đến từ cái kỹ năng nào? Hoặc là trong cái công việc kinh doanh của mình, trong một ngày mình chi ra bao nhiêu để mình nhập hàng vào, hoặc là mình bán ra bao nhiêu, và cái cuối cùng là cái con số lợi nhuận bao nhiêu, mình cũng không nắm được cái rõ ràng là cái con số bao nhiêu cả. Thì bao nhiêu số chị đang gặp trong cái trường hợp này đó? Để mà quản lý được dòng tiền của doanh nghiệp thì đầu tiên là chúng ta phải quản lý được cái dòng tiền cá nhân của bản thân của mình đã. Vậy thì cùng em Phúc làm rõ ba cái câu hỏi ha. Đó là người giàu họ có cái suy nghĩ gì, họ có cái niềm tin gì mà chúng ta chưa biết. Cái câu hỏi thứ hai đó là người giàu họ đang tập trung vào cái lĩnh vực nào, vào cái xu thế nào. Và cái câu hỏi thứ ba đó chính là tôi cần có kỹ năng gì và cần mài dũa kỹ năng đó như thế nào để mà tôi chiến thắng được trò chơi tài chính. Yes. Và có một cái nguyên tắc mà Phúc muốn chia sẻ với cả nhà của mình, đó là nguyên tắc 70-30. Nghĩa là anh chị không được tiêu quá cái mức 70% cái số tiền mà anh chị làm ra. Lương của anh chị có thể là 5 triệu, 7 triệu, hay 10 triệu, hay 30 triệu, thì anh chị hãy áp dụng đúng cái công thức này ha. Vậy thì cái việc mà chúng ta phải quản lý tiền để mà chúng ta có tiền, hay là mình có tiền rồi mình mới quản lý tiền? Yes. Vậy thì nếu như anh chị đang vay tiền để mình tiêu dùng, vậy thì hãy vay 1 đô la để mà tiết kiệm. Thì cái công thức này nó cũng tùy thuộc vào cái việc mà cái doanh thu của anh chị trong một tháng. Đối với những anh chị mình làm ra một tháng từ 100 triệu hoặc là những cái con số mình lớn, thì những anh chị đó hãy tập trung vào cái việc mình đầu tư gia tăng tài sản. Và 70-30 đó là cái con số maximum thôi cả nhà ha. Và tiếp theo chúng ta hãy tập trung vào cái số dư mỗi ngày. Hãy làm chuẩn bị cho Phúc một cái cuốn sổ ha. Mình sẽ vạch ra nè, số tiền về, số tiền chi ra và cái số tiền lợi nhuận, và cái việc mà số tiền mình chi ra đó tương ứng với cái lý do gì ha. Cái việc này nó rất là quan trọng. Và cái 30% lại còn lại chúng ta làm gì? 10% đầu tiên đó là chúng ta hãy cho đi. Hãy cho đi. Chúng ta có thể mua quà cho ông bà, cha mẹ, hoặc cho con cái, hoặc là chồng, hoặc là vợ của mình, những người thân yêu của mình. Đó. Hoặc là anh chị có thể dùng cho cái việc mình từ thiện, mình giúp những cái mảnh đời nó khó khăn. Cái 10% tiếp theo đó là anh chị tiết kiệm. Và tiết kiệm để quay lại chúng ta đầu tư cho cái việc mình gia tăng tài sản và cho cái công việc kinh doanh của mình. Và cái 10% còn lại đó là chúng ta hãy dùng cho cái việc quỹ fly. Quỹ fly là quỹ ăn chơi ha. Chúng ta cũng có thể dùng trong một tháng hoặc là trong một cái chu kỳ 3 tháng, chúng ta hãy tiêu cái số tiền này để khích lệ cho cái bản thân của mình là tiếp tục tìm kiếm những cái số tiền lớn hơn, để chúng ta thấy được rằng mình xứng đáng với cái cuộc sống giàu có, cái cuộc sống giàu sang cả nhà ha. Và còn một cái điều quan trọng là Phúc muốn chia sẻ với cả nhà của mình, đó là thói quen. Anh chị không thể làm một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, hay là anh chị có thể là làm vài tháng là anh chị dừng lại, mà là chúng ta làm suốt cả một cái hành trình. Vậy thì hãy đồng hành cùng với em Phúc để chúng ta thực hiện thói quen này và đón nhận nhiều bài học giá trị hơn nữa cả nhà ha. Rồi, xin chào cả nhà và biết ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Hy vọng cả nhà hôm nay sẽ ứng dụng được cái công thức này vào trong cái việc quản lý tài chính của mình, để mình hướng đến cái cuộc sống tự do về tài chính.